Ok, chào các bạn. Các bạn mến, hôm nay cô Trang Anh sẽ làm một video mà giúp các bạn phân biệt giữa thi hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Chúng ta sẽ có là trên cơ sở mà các bạn đã học hai cái phần bài đó là hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn và chúng ta nắm được phần cách dùng của nó rồi thì chúng ta sẽ vào một cái bài tập mà hãy chia dạng đúng của động từ trong hoặc ở thì hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn, tức là các bạn sẽ phải phân biệt được, đúng không ạ? Cô sẽ có nhá. Với câu số 1 dịch là tôi đã cố gắng học tiếng Anh trong khoảng nhiều năm. Đúng không? Vậy thì cô này dịch như vậy, tôi đã cố gắng học tiếng Anh trong khoảng nhiều năm, nhấn mạnh cái quá trình của sự cố gắng. Thì cô sẽ chia được câu đấy, khi mà người ta muốn nhấn mạnh quá trình thì cô sẽ chia được câu đấy ở hiện tại hoàn thành tiếp diễn. I have been trying. Chợ, tôi đã cố gắng học tiếng Anh trong khoảng nhiều năm rồi, nhưng mà tôi không thành công. Cái đằng sau này nhấn mạnh kết quả. Em nhớ cho cô là người ta muốn nhấn mạnh quá trình thì người ta dùng hiện tại hoàn thành tiếp diễn, còn người ta muốn nhấn mạnh kết quả thì người ta dùng hiện tại hoàn thành. Thì đằng sau của cô sẽ chỉ chia là I haven't succeeded. Ok. Rồi, câu số 2 này. Mary bị ốm bởi vì cô ta làm việc trong vườn suốt cả ngày. Nhớ cái từ này chúng ta. Người ta dùng on cộng với thời gian để là dấu hiệu của hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Vậy cô sẽ có cái câu này chính là cái mục cách dùng sau. Đó là người ta diễn tỏ hành động đã kết thúc ở trong quá khứ rồi, nhưng người ta quan tâm tới kết quả ở hiện tại. Đúng không ạ? Đấy chính là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Vậy thì với câu số 2, chủ ngữ là she thì cô sẽ chia được là she has been working. Ok, she has been working. Câu số 3 này, cô ấy đã làm việc rất là chăm chỉ cả tuần nay rồi. Nhớ, vậy cô ta đã làm việc chăm chỉ cả tuần nay, nhấn mạnh quá trình làm việc của cô ấy. Thì cô sẽ chia được câu đấy sẽ là she has been working. Chờ, cô ấy làm việc chăm chỉ cả tuần nay rồi, đúng không ạ? Đến mức mà bây giờ cô ta không có thời gian, đúng không ạ? Đến mức mà cô ta không có thời gian để đi xem phim. Vậy đằng sau của chúng ta, câu hỏi của cô sẽ chỉ chia ở hiện tại đơn thôi. Sự thật mà, doesn't have. Yeah. Câu số 4 là cái cuốn sách đó đã nằm ở trên bàn trong cả tuần nay rồi. Yeah. Vậy thì câu này chúng ta dịch là cuốn sách đã nằm trên bàn trong cả tuần nay, nhấn mạnh cái quá trình. Nên cô sẽ chia được câu đấy của chúng ta sẽ là that book has been. Chờ, này. Chờ, câu đằng sau này, bạn đã đọc nó chưa? Vậy đằng sau người ta hỏi rằng bạn đã đọc nó chưa này, người ta muốn hỏi kết quả. Đúng không? Thì cô sẽ chia được câu đấy hiện tại hoàn thành thôi. Nó sẽ là have you read. Câu số 5 chúng ta sẽ có là tôi đã không ở đây từ Giáng sinh. Thì câu này bạn nhớ cho cô là cái động từ be này của cô, bạn nhớ cho cô là trong tiếng Anh có một số động từ tĩnh. Nhớ, động từ tĩnh là động từ như nào? Là những động từ mà không tồn tại ở dạng verb in. Nhớ, làm động từ chính của câu ấy thì nó sẽ không thể có thì tiếp diễn được. Trong đó be là một ví dụ, đúng không ạ? Động từ tiếp theo, động từ want là ví dụ, động từ like là ví dụ. Đấy, những động từ không tồn tại ở thì tiếp diễn. Vậy thì cô sẽ có là anh ta đã ở đây từ Giáng sinh, thì câu này chúng ta chia kịch kim cũng chỉ hiện tại được hoàn thành mà thôi. He hasn't been here. Đúng không ạ? Rồi tôi tự hỏi là anh ta đã sống ở đâu kể từ đó trở đi. Vậy đằng sau cô nhấn mạnh quá trình sinh sống của anh ta, cô sẽ chia được là has been living. Đúng không ạ? Rồi tiếp này, câu số 6 này, Jack đã đến Paris cho kỳ nghỉ. Yeah. Thì với câu số 6 chúng ta là Jack đã đến. Câu này người ta chỉ nhấn mạnh cái kết quả thôi chứ không nhấn mạnh quá trình, đúng không ạ? Thì câu 6 cô sẽ chia là Jack has gone. Rồi tiếp này, bạn đã, à anh ta chưa bao giờ đến đó cả, diễn tả trải nghiệm. Câu này chỉ hiện tại đơn thôi, à hiện tại hoàn thành thôi. He has never been. He has never been. No, he has never been. Câu số 7 chúng ta sẽ có là câu dịch là bạn đã vừa mới ngủ phải không? Dịch là bạn đã ngủ phải không? Yeah. Vậy thì câu này của chúng ta nhấn mạnh cái quá trình của hành động thì cô sẽ chia được câu đấy sẽ là have you been doing? Have you been sleeping? Ok, have been sleeping. Chờ, câu trả lời sao? Tôi đã gọi cho bạn, đúng không ạ? Tôi đã nhấn chuông trong khoảng suốt 20 phút qua, nhấn mạnh quá trình của cái việc nhấn chuông này. Nên cô sẽ chia được là I have been ringing. Rồi, câu số 8 này. Tôi đã viết cái cuốn tiểu thuyết đó trong khoảng 2 năm, nhấn mạnh quá trình viết. Yeah. Anh ta đã viết cái cuốn tiểu thuyết đó trong khoảng 2 năm. Vậy thì với câu này của chúng ta sẽ chia được là he has been writing. Yeah. Anh ta đã viết cuốn tiểu thuyết trong khoảng 2 năm. Nhưng mà anh ta vẫn chưa viết xong, có từ dấu hiệu của hiện tại hoàn thành. Yeah. Nhưng mà anh ta vẫn chưa viết xong thì cái đằng sau này của cô chỉ nhấn mạnh kết quả thôi. Thì cô sẽ chia được câu đấy sẽ là hasn't finished. Ok. Câu số 9 này. Cô ấy đã làm mất cái mũ rồi. Câu này chỉ nhấn mạnh kết quả chứ không nhấn mạnh quá trình, đúng không ạ? Cô ta làm mất chưa? Mất rồi. Nhưng mất lúc nào không biết, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ chia hiện tại hoàn thành cho cách dùng là diễn tỏ hành động xảy ra trong quá khứ nhưng không rõ thời gian. Mary has. Lô đổi cho cô thành lost, đúng không ạ?
Và bây giờ cô ta đã tìm nó. Cô ta đã tìm nó cho tới bây giờ. Vậy là tìm từ lúc cô ta làm mất tới bây giờ. Nhấn mạnh quá trình tìm kiếm. Thì cô sẽ chia được câu đấy của cô sẽ là she has been looking. Yeah, she has been looking. Rồi, câu số 10 chúng ta dịch là cô ấy đã ngủ 10 tiếng rồi, phải đánh thức cô ta dậy thôi. Câu ấy trùng với câu mà chúng ta chữa phần trước. She has been sleeping. Đúng không? Nhấn mạnh quá trình cô ta ngủ đã quá lâu rồi. Ok, các bạn thân mến, vậy là cô Trang Anh đã vừa làm một video hướng dẫn cho bạn cách sử dụng của thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Thì chúng ta có thể suy ra như sau. Ngoài một cái cách dùng rất là riêng biệt như này, đó là hành động đã kết thúc trong quá khứ nhưng chúng ta quan tâm tới kết quả hiện tại. Nhấn mạnh tính chất kêu ca, tính chất kêu ca than phiền. Thì chúng ta còn dùng hiện tại hoàn thành tiếp diễn để nhấn mạnh quá trình của hành động. Người ta dùng hiện tại hoàn thành để nhấn mạnh kết quả của hành động. Còn một dấu hiệu nữa, đó là hiện tại hoàn thành tiếp diễn không dùng với những động từ tĩnh. Cô gọi những động từ tĩnh là những động từ mà không tồn tại ở thì tiếp diễn. Chứ là những động từ không tồn tại tiếp diễn, ví dụ như động từ to be là một, đúng không ạ? Nó không phải đóng vai trò là một động từ chính, thêm in được. Động từ want, động từ like, đúng không ạ? Động từ stop. Chứ là động từ finish. Ok. Đấy, một số những cái động từ đấy thì chúng ta sẽ có là nhiều là những động từ nào mà không tồn tại ở thì tiếp diễn thì chúng ta sẽ không dùng kết hợp để thành thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn được. Ok, các bạn thân mến, vậy là cô Trang Anh đã hỗ trợ các bạn xong 4 thì của hiện tại đơn. Trang Anh đã hỗ trợ các bạn xong 4 thì hiện tại. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang một bài tập áp dụng chung. Tức là bài tập này của chúng ta sẽ là chia dạng đúng của động từ trong hoặc ở thì hiện tại. Tức là ở trong bài tập này của chúng ta, bạn sẽ phải chia hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhé. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần video tiếp theo.